Rồi ok xin chào bạn, chào quay trở lại với kênh của mình Thì hôm nay mình sẽ đi săn con gấu tướng cướp nha Đây là một con boss nó rất là hot trong ngày hôm nay Nó vừa ra mắt thôi Bắt đầu mình tưởng là nó bịp ý Nhưng mà đến tận bây giờ nó mới xuất hiện nhưng mà có một cái khoai nỗi nó là con boss này nó không chói được nhá Chói nó không có tác dụng ấy Kiểu nó to quá Cái skill chói của xe ra nó nó không đủ để chói được con này lại Với cả là sát thương của mình nó bị giới hạn đây các bạn thấy mình đấm được có 1 triệu tư thôi Nhưng mà khi mình biến khỉ lên ý Mình chỉ đấm được 2 triệu Đấm chí mạng nhá Chứ nếu bình thường mình phải đấm được 4 triệu đấy Nhưng mà để đấm chí mạng mình được có 2 triệu thôi Xong rồi một lúc sau nó còn hồi máu ấy Là mình thấy săn con boss này nó không khả thi cho lắm Có khi từ giờ đến tận 2-3 giờ nó còn không, không Mình không săn nổi cơ Đây các bạn đợi một tí nhá Tí nó hồi máu này Tí nó hồi máu liền mà Phải có một cái mẹo gì đó để săn được con này chứ nhở Cáu thật sự luôn Chói không có tác dụng nha các bạn, thấy không Đấy, các bạn thấy vẽ mình nổ crit lên nó chỉ được có 2 triệu Đây để mình biến khí lên cho các bạn uh, rõ hơn tí Đó, nó lại hồi máu này Đấy, không biết bao giờ mới săn được nhở bất lực thật sự luôn đấy thề à. khiên đấy cũng may là quả đời trước đổi nữa tại khiên bây giờ có cái khiên vip để dùng cho mình đấm tối đa được có hai hai triệu một phát nha các bạn nhé nếu mà nó không hồi máu thì còn ngon nhá không hồi máu thì thề cho mình bao nhiêu con mình cũng chơi nhưng mà đây đấm được có tí là hồi máu bất lực thực sự ấy. Chắc thế giới luôn. Là bất lực thật sự đờ mờ boss ồ oh, cái câu đờ mờ nó không cho so chat các bạn bất lực thật sự <laughs> Các bạn thấy nó bất lực không? Tí nó hơi máu này Đấm căng lắm được 200 triệu nhá Ở đây Genkidama không có tác dụng các bạn Đúng rồi nổi đi Ơ thấy không? Mẹ Đấm như này thì ai chơi Ôi trời ơi rồi, Lời khuyên cho anh em là chúng ta không nên uh, hy vọng vào những update mới của AD đâu Nó cũng chỉ được như này thôi ít nhất phải nó phải để cái gì để cho anh em có hy vọng ăn chứ bây giờ giới hạn đam này xong rồi sau đó lại còn uh, giới hạn đam sau đó lại còn hồi máu đó ui mẹ hai tỷ máu mà hồi máu xong rồi giới hạn đam thế này thì thằng nào chơi được thế chứ mình thể kể cả um, cả khu có 15 thằng có set calot như mình đi thì cũng không thể nào mà ăn được các bạn ạ đấm được cùng lắm đấy tỷ mộng xuống rút, rút máu nó xuống có một tỷ nó lại hồi phát lên thì thì ối rồi ôi chịu 15 thằng Jack mình mình tin là nó sẽ không ăn được đâu. Mình khẳng định các bạn các bạn là như thế, nhìn này. Thì nó đấm được mình đấm xuống 20 triệu cho nó lại hồi này. Đó. Bất lực thật sự luôn. Đây, các bạn nhìn thấy Genkidama không có tác dụng nhá. 1 tỷ 9. Thấy không? Không có tác dụng với Genkidama luôn bình thường những con boss như kiểu golden phía ấy nó một tỷ máu các bạn ném genki nó còn rút 10% phần trăm máu của nó còn còn dễ dàng săn hơn nhưng mà ô oh, con này thì chịu không thể nào mà chơi được ấy đây mình đấm triệu tư nhá thì uh, chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi và sau clip này mình mình mong rằng admin sẽ điều chỉnh lại một, một chút về con bot này để sao cho nó có thể uh, dễ ăn hơn và cũng rất cảm ơn uh, đội ngũ đã uh, đã chấp nhận ý tưởng về thanh kiếm thanh uh, Z svê Z work của mình ý thanh kiếm z ý đó mình đã từng đề xuất và hiếp yep, chúng ta đã bây giờ chúng ta đã có được thanh kiếm z nhưng mà uh, Vấn đề là phải đánh xong con boss này Mà đánh xong con boss này thì chịu Chịu các bạn Không thể mà đánh được Với cả Đâu Súng 7 Đừng hồi máu nhé Đừng hồi máu nhá Có người chói này Có người chói trói... Đấy lại hồi máu ơi Kiểu vẫn đang chói Nó vẫn hồi máu <laughs> Bất lực thế nhở Thôi tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Trong những clip sắp tới nha Bye bye